Năm nay, kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt hơn 24.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tỷ trọng sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều tăng từ 3,8 đến 8,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 37,5 triệu đồng một người. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tập trung xem xét, đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Vì vậy, việc xem xét, đánh giá cần phải nghiêm túc. Cụ thể, phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ ra trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực cần tập trung thực hiện trong năm tới.